Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ai Cập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao James Psaki cho biết, các cuộc đàm phán gần đây tại Cairo với những đặc phái viên của Mỹ, Liên minh châu Âu, Qatar và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cung cấp một cơ sở vững chắc để tạo ra một môi trường có thể giúp Ai Cập tiến tới. Một đám cháy rừng bùng lên chiều hôm qua trong khu vực hoang mạc gần thành phố Los Angeles ở bang California. Chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã lan rộng đến hơn 2.000 hecta. Ba người bị thương, trong đó có hai lính cứu hỏa và hàng trăm người buộc phải sơ tán. Hơn 3.000 người ở khu Barlett bên ngoài thành phố Chicago đã tụ tập để kêu gọi mọi người chú ý đến sự cần thiết phải cải thiện tình hình an ninh ở Barlett và các khu vực khác của Chicago. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.